Hello, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại channel Guitar và tiếp tục trong chuyên mục review đàn ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ nói đến một hệ nang nha các bạn, một hệ nang cao cấp. Đó là hệ nang Leaded Bracing, có nghĩa là hệ nang dằn hình lưới, nó nằm bên dưới mặt top. Ok, nó giúp cho cái mặt top chúng ta chịu được cái lực căng dây tốt hơn, giúp tuổi thọ cái đàn tốt hơn. Và thứ hai nữa là nó sẽ làm cho tiếng đàn nổ to, vang rất kinh khủng luôn. Đó. Và tiếp theo sẽ là công nghệ Raised Fingerboard. Các bạn có thể để ý là cái ngăn số 12 trở lên, cái mặt phím nó luôn cao hơn không? Nó cao hơn những cái đàn thông thường. Không có nghĩa là action nó cao nha các bạn. Không có nghĩa là action nó cao. Đó. Nó giúp cho nghệ sĩ khi mà chơi biểu diễn đánh những cái bài mà nó có những cái thế tay cao dễ dàng hơn ha. Đánh nó dễ dàng hơn những cái cây đàn thông thường khác. Đó, kiểu như vậy. Đó là hai công nghệ ngày hôm nay mình muốn nhắc tới. Đầu tiên, Leaded Bracing. Tiếp theo là Raised Fingerboard, nâng bàn phím lên ha. Rồi. Và xin giới thiệu ngày hôm nay đó là cây Coroba C12 dòng cao cấp nhất của Luthier series của hãng Coroba rồi. Đó, đây là trên tay mình đang là cây Coroba C12 CD. Ok. Cây này giá của nó sẽ là trên 50 triệu nha các bạn. Đầu tiên thì nó sẽ sở hữu mặt top của nó là gỗ Western Reseda. Mặt gỗ này đến từ Canada. Đó, gỗ thịt. Tất cả đều là all solid luôn các bạn, full solid tất cả. Mọi thứ lưng hông nó sẽ là gỗ Indian Rosewood. Và cái mặt lưng của nó sẽ là ba mảnh, có thêm maple ở giữa nữa nha các bạn. Hai bên là Indian Rosewood. Đó, maple ở giữa ha. Rồi. Cái đường viền này là gỗ maple ha. Các bạn nhìn kỹ, gỗ maple nó rất là đẹp. Nó có cái đường vân đặc trưng của gỗ maple nha các bạn. Đó, ha. Rồi, cân đan sẽ là gỗ mahogany. Mahogany. Đây là bộ khóa của Coroba C12. Tiếp theo, đây, đầu cần, headstock. Cái mặt thớt này, fingerboard này sẽ là gỗ ebony hay còn gọi là gỗ mung. Con ngựa đúng vậy nha các bạn, gỗ mung luôn. Cái cây C12 này nó sở hữu cái thanh dằn lưới. Thì nó sẽ cho một cái âm thanh nghe rất là nổ to và vang kinh khủng luôn, có sự cộng hưởng rất là cao. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với âm mộc ha. À, các bạn cảm nhận được sự cộng hưởng này. Cái đàn này nó trang bị bộ dây Safari chính hãng của Pháp nha các bạn. Luôn luôn đi theo đàn Coroba, đó là dây Safari. Cái này là mã của nó là CC500. Thank you.
sâu và vang, cái hợp cộng hưởng nó kinh khủng. Các bạn mà trực tiếp trải nghiệm các bạn mới có cảm giác được cái âm thanh nó nổ và nó sâu như thế nào. Đây chỉ là mô phỏng nó tương đối thôi các bạn, nó tương đối khoảng 70-80% chứ nó không được thực tế như ở ngoài đời ha. Đó, thực tế ngoài đời thì nó sẽ nghe nó sẽ đã hơn rất là nhiều. Koroba đến từ Tây Ban Nha, đó, một cái hãng rất là xịn sò ha. Rồi Koroba thì bây giờ thì hãng nó đã là của Mỹ rồi nha các bạn ha. Rồi bây giờ
Mình xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip review đàn tiếp theo ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Lấy tấm làm thumbnail nè.